vận hạn năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ. Một năm đáng mong chờ trong công việc làm ăn khởi sắc nhưng cảnh báo cực mạnh về phương diện sức khỏe. Tử vi tuổi ngọ năm giáp thìn 2024 có nhiều biến chuyển tích cực so với năm ngoái. Đáng mong chờ vào một năm làm ăn xuân sẻ, tiền bạc thu đầy tuổi. Tuy nhiên, về phương diện sức khỏe rất đáng bảo động Đánh giá trôn về tử vi tuổi ngọ năm 2024 qua các tuổi giáp ngọ, bính ngọ, mậu ngọ, canh ngọ và nhâm ngọ. Tuổi bính ngọ sinh năm 1966, năm 2024 là 59 tuổi. Mệnh thiên hà thủy, tương khắc Lô niên. Tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, năm 2024 là 47 tuổi. Mệnh thiên thượng hỏa bình hòa lưu niên tuổi canh ngọ sinh năm 1990 năm 2024 là 35 tuổi mệnh lộ bàn thổ tương sinh lưu niên tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002 năm 2024 là 23 tuổi mệnh dương liễu mộc tương sinh lưu niên và tuổi giáp ngọ sinh năm 1954. Năm 2024 này là 71 tuổi mệnh sa trung kim tương khắc lưu niên. So với vận hạn năm quỷ mão 2023 thì vận trình của người tuổi ngọ khi bước sang năm giáp thìn này đã có nhiều chuyển biến nhất định. Bạn chăm chỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, nhưng đó không phải là mở lo quá lớn. Công việc làm ăn khởi sắc hơn so với năm ngoái, chỉ cần đường sổ giữ được đầu óc tỉnh táo, mọi sự giải quyết hành thông, thậm chí đưa ra nhiều ý kiến hữu ích cho tập thể, có dấu hiệu thăng chức tăng lương. Chuyện thi cử cũng có dấu hiệu phát triển tích cực nếu bạn phát huy tốt được ưu điểm của mình. Tuy nhiên, nếu lơ là khi làm việc thì kẻ tiểu nhân có thể thừa cơ gây rắc rối cho bạn. Phương diện tiền bạc không có biến động trong thu chi quá lớn, thu nhập có được chủ yếu từ công việc chính bạn đang đảm nhiệm hoặc việc kinh doanh cá nhân có được lượng khách hàng ổn định. Cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng nếu bạn giữ vững được định hướng của mình thì ắt có cách để vượt qua. Năm nay là thời điểm thích hợp để bạn tích lũy kiến thức mở rộng quy mô. Tình cảm gia đạo một năm nhân duyên khả vượng, dù là độc thân hay đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm đều diễn ra khá êm đềm. Hãy tự tin, mạnh dạn thể hiện cảm xúc của mình với người mình yêu mến, còn giáp này sẽ được đáp trả bằng một tình cảm tương tự. Năm nay chẳng cần làm điều gì đau to bổ lẫn, chỉ cần chân thành là hạnh phúc sẽ đến với bạn. Sức khỏe trong năm giáp thình này Người tuổi ngọ cần phải lưu ý khi di chuyển đường xa hoặc khi lao động chân tay, nếu không dễ vướng vào những sự cố đáng tiếc. Hung tình xuất hiện cảnh báo gia đạo có thể xảy ra chuyện buồn, hãy quan tâm hơn tới người thân và chuỗi khám chữa bệnh nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường. Xem vận hạn năm giáp thìn 2024 của người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tử vi năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ cho thấy, con đường công danh của đường sổ có những khởi sắc nhất định so với năm cũ, nhưng chưa đến độ nở rộ và vẫn sẽ tiềm tàng không ít những nguy cơ. Vì thế có thể thấy rằng còn giáp này gặt hải được thành công hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà quan trọng nhất là cách hành sự của bạn khi đối diện với sự việc hoặc những con người khác nhau. Thiên ẩn và tỷ kiên đồng hành cho thấy trong năm 2024 còn giáp người tuổi ngọ cần giữ cho đầu óc tỉnh tảo sản xuất. Nếu tập trung làm việc bạn có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được phong độ của mình, cuối năm bạn không thiếu những cơ hội thăng chức tăng lương, nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Các tinh phượng khác cho thấy các mối quan hệ xã giao của con giáp người tuổi ngọ khá phát triển tích cực. Bạn làm quen được với những người đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình lúc khó khăn, tìm được người cùng chung chỉ hướng, cùng cố gắng hướng tới mục tiêu chung. Nhờ có họ mà công việc của bạn tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn cũng không có gì quá đáng sợ. Đặc biệt, năm nay cũng tốt cho việc học hành thi cử, bản mệnh tập trung ôn thi, tự tin thể hiện vốn kiến thức của mình thì có cơ hội chinh phục được giám khảo, chạm tay vào cải đích mình đã đặt ra. Có nhiều cơ hội thành công đến với bản mệnh trong năm giáp thìn này. Xong, bạn trở vì thể mà trở nên kiêu ngạo hoặc lơ là, bởi nhiều hung tin vẫn luôn rình rập, bảo hiệu nguy cơ có thể ập tới bất cứ lúc nào. Hùng tinh phi liêm và thiên cậu cảnh báo dù bạn gặt hãi những thành công lớn lao cũng trở nên coi thường người khác nếu còn giáp này quá quanh quang thì dễ mất lòng nhiều người khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện đặt điều cho bạn đẩy bạn vướng vào thị phi hoặc cướp mất công lao bảy lâu mà bạn đã tốn công cây dựng khi vướng phải những rắc rối bạn cần chú ý trong cách hành xử, trở nên nóng nảy, nói những điều hoặc những hành động không phù hợp. Người khác có thể lấy đó làm cái cỡ để hạ bệ bạn, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của những chủ ngựa có những khoản thăng và những khoản trầm trong năm giáp thân. Do đó mà còn giáp này luôn cần phải tập trung vào nhiệm vụ bản thân, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng tạo cơ hội khiến tiền bạc thất thoát. Với người làm công ăn lương, thì ngẩn nhận thấy nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của mình thì không thiểu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương cứng. Công sức của bạn bỏ ra sẽ được công nhận và đền đáp xứng đáng. Một số người thi tuyển đạt kết quả tốt cũng sẽ được chọn vào công ty phù hợp với năng lực của mình. Bạn hãy tự tin trao đổi thỏa thuận mức lương như mong muốn, nếu bạn làm việc tốt thì chẳng nhà tiện dụng nào lại keo kiệt trong chuyện trả lương cho bạn. Tuy nhiên, khi đã bắt tay vào làm việc gì thì bạn đều hết sức tập trung, kể cả trong những công việc quen thuộc để tránh xảy ra lỗi. Nếu để sai phạm xảy ra thì việc bạn phải dùng tiền của mình để đền bù là không tránh khỏi. Chuyện làm ăn của người làm kinh tế nhìn chung bình ổn, không biến động quá lớn, không có cái gọi là cơ hội hốt bạc của thiên hạ. Xong, may mắn là còn giáp người tuổi ngọ cũng không cần phải đối diện với quá nhiều nguy cơ hay rủi ro tiềm tàng nào. Tổng lại, tài chính cân bằng, thu chi cân đổi tiền bạc vào ra điều đặn đời sống vật chất khả trủng rỉnh. Năm giáp thìn 2024 là thời điểm thích hợp để con giáp người tuổi ngọ khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng quy mô làm ăn từ từ, chậm mà chắc. Khi vị thế của bạn đã vững vàng trên thị trường thì lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền trải vào tuổi cũng nhiều hơn. Hãy luôn cẩn trọng vì hung tinh phi liêm và thiên cẩu vẫn luôn trình rập, bảo hiệu những cạnh tranh gay gắt trong thị trường. Bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Muốn giàu cỏ thì cần phải bỏ công sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, hãy tránh đôi co với người khác đẩy mình vào cảnh thị phi, gây ảnh hưởng danh tiếng. Với những chuyện không quá to tác, bạn nên chỉnh bỏ làm mười. Đôi khi nhận thiệt về mình một chút để đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai là điều tốt. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Vận hạn năm giáp thình 2024 nhận định rằng những chủ ngừa sẽ đón nhận một năm khá hài hòa và bình yên trong phương diện tình duyên gia đạo. Bạn nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm cõi thức vui vẻ hạnh phúc gia đình, như vậy thì sẽ tận hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Người độc thân được phượng các xe duyên nên các mỗi nhân duyên có nhiều cải thiện. Bạn mệnh không chỉ làm quen được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt mà còn có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tượng khá lý tưởng. Khuyên bạn nếu đã có tình cảm với ai thì nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của mình. Bên cạnh đó, không thiếu việc quan tâm tới cảm xúc suy nghĩ của đối phương. Nên rằng sự tinh tế của bạn sẽ dần dần chinh phục được người ấy. Nếu được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho những đối tượng làm quen, bạn cũng hãy thử gặp gỡ trò chuyện với đối phương xem sao. Hãy luôn cởi mở thì bạn mới đánh giá được đối phương có tốt hay không, có phù hợp với mình hay chăng. Dù đôi bên không thể trở thành một nửa của nhau thì vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau. Với người có đôi, có cặp hay đã lập gia đình, quan hệ giữa hai bạn thiên về ổn định. Trong năm giáp thìn này, hãy luôn dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh người thân của mình, cùng lắng nghe, chia sẻ tâm sự với nhau, cùng cổ vũ nhau vượt qua sóng gió. Cả hai phải luôn tin tưởng, ủng hộ nhau, thì chẳng có gì có thể chia rẽ được cả hai bạn đâu. 4. Luận về phương diện sức khỏe phương diện sức khỏe là điều mà những chủ ngựa cần phải lưu ý nhiều nhất trong năm nay. Nhiều hung tin xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe thể chất suy giảm, tinh thần căng thẳng, cần tìm cách trợ rõ ngay. Hung tin tàn môn cho thấy năm nay gia đình bạn có thể xuất hiện tàn trễ, vì vậy hãy quan tâm hơn tới người thân, cần đi khám chữa trị ngay nếu cơ thể không khỏe, tránh tình trạng bệnh kéo dài và diễn tiến nghiêm trọng. Với những người thường xuyên phải di chuyển đường xa hoặc lao động chân tay, sao Phi Lim cảnh báo bạn những hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khuyên còn giúp này làm việc phải giữ tỉnh táo. Không nên bất minh làm việc khi đã quá mệt mỏi, thiểu tập trung, nếu không dễ gặp tai nạn giao thông hay tai nạn lao động xem vận hạn năm 2024 cho từng tuổi ngọ. 1. Tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 mệnh Kim. Vận trình năm giáp Thìn của người tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 khá bình ổn khi bản mệnh không gặp phải nhiều biến cố. Bạn có thể khá an nhàn, thoải mái tận hưởng công sức lao động của mình trong suốt những năm tháng thời tuổi trẻ trong năm nay bạn hạn chế lo chuyện bao đồng kẻo vướng phải chuyện thị phi hãy sống trang hòa với mọi người xung quanh như vậy thì ắt được yêu mến và kính trọng trong gia đạo hãy luôn quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình khi nóng nại cũng đừng nói những lời nổi thiểu suy nghĩ khiến nửa kia phải tổn thương hãy trân trọng người đã đi qua cùng mình trong suốt khoảng thời gian bao nhiêu năm vừa qua bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc Ngoài ra còn giáp này cũng nên tránh làm việc lao lực gây tổn hại sức khỏe. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên khám chữa trị ngay, Chở kéo lâu dài khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng. 2. Tuổi bính Ngọ sinh năm 1966 mệnh thủy Người tuổi bính Ngọ sẽ phải đối diện với đôi chút khó khăn trong năm giáp thân. Nhưng bằng vào bản lĩnh của mình cộng với sự bình tĩnh sẵn có, bạn có thể nhẹ nhàng vượt qua. Với những người vẫn còn công tác, bản mệnh cần nghiêm túc trong công việc, tránh lơ là, tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân hãm hại, tìm cách gây ảnh hưởng tới uy tín của bạn. Đặc biệt là người làm lãnh đạo cần tỉnh táo khi đưa ra các quyết định, trở tin theo lời nịnh nọt bên ngoài. Phương diện tài chính chưa có bước phát triển lớn, nhưng nhìn chung vẫn có đồng ra đồng vào còn giáp này có thể thử sức mình trong những lĩnh vực mới. Xong, không nên tin tưởng vào những cơ hội phát tài từ trên trời rơi xuống. Muốn giàu cỏ thì bạn phải cố gắng bằng chỉnh sức của mình. Gia đạo nhìn chung yên ấm, vô chuyện mâu thuẫn ý kiến là khó tránh khỏi. Xong, mọi người đều cố gắng thấu hiểu nhau. Bạn mệnh nên tin tưởng vào con cái của mình nhiều hơn không nên can thiệp quá sâu vào các vấn đề hay quyết định của con cái. 3. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 mệnh hỏa. Năm giáp thìn này nhìn chung là một năm khá xuân sẻ đối với con giáp người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bạn giữ được cái đầu tỉnh táo, nên thường đưa ra những quyết định đúng đắn tránh được nhiều nguy cơ gây hao tài tổn của. Người làm kinh tế có thể xem xét việc mở rộng đầu tư làm ăn trong năm nay. Tuy nhiên, mọi việc đều cần phải tiến hành từ từ, nghe ngỏng tình hình kỹ càng trước khi thực hiện, nếu không dễ lầm tưởng về tình hình thực tế, đưa ra những quyết định sai lầm trong gia đạo, vợ chồng bạn đã biết hạ cái tôi của mình xuống để tránh những cãi vã, mâu thuẫn. Bạn quý trọng những gì mà mình đang có nên dù bận rộn cũng luôn dành thời gian cho các thành viên trong nhà, lắng nghe tâm sự của mọi người. 4. Tội Canh Ngọ, sinh năm 1990, Mạnh Thổ, Bước sang năm giáp thìn vận trình của người tuổi canh ngọ có nhiều cải thiện. Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp mà bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Thậm chí bạn quen biết được quý nhân và được đối phương giới thiệu cho nhiều cơ hội hiểm cỏ. Chuyện làm ăn sẽ có khởi sắc nếu bạn chịu dẫn thân vào những điều mới mẻ. Tất nhiên, quá trình khởi đầu lúc nào cũng khó khăn vất vả. Xong, điều đó sẽ giúp bạn trở nên tài giỏi bản lĩnh hơn mọi công lao bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng vào thời điểm cuối năm. Trong năm, khó tránh khỏi những căng thẳng, áp lực, khuyên bạn nên trò chuyện với nửa kia để được nhẹ nhõm hơn, chứ đừng giấu mọi chuyện trong lòng. Vợ chồng cùng trải qua sóng gió thì tình cảm sẽ càng khẳng khích và mặn nông. Năm, tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002, mệnh mộc. Người tuổi nhầm ngọ mới bước chân ra ngoài xã hội nên khẽ khó tránh khỏi những pha vấp đầu đời. Xong, bạn đừng lấy đó làm bi quan. Những khó khăn bạn gặp phải ở thời điểm này sẽ giúp bạn trở nên bản lĩnh hơn, dây dặn kinh nghiệm hơn. Nếu tham gia thi cử tuyển dụng trong năm nay, hãy tự tin thể hiện vốn kiến thức của mình. Bạn có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Khi phải hòa nhập với môi trường mới, hãy luôn lễ phép khiêm tốn như vậy sẽ được mọi người yêu mến và chỉ dạy cho nhiều điều. Phương diện tình cảm khá bình yên, việc bạn có thành đôi với ai hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử của bạn. Nếu mở lòng, nhiệt tình trò chuyện với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến. Nếu luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ thì người chân thành với bạn đến mấy cũng sẽ dần dần rời xa. Xem vận hạn năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Ngọ qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng này các khí khởi vận việc tốt, có người tìm tới, có thể mở rộng làm ăn hay hợp tác. Có thêm nguồn thu nhập khác ngoài công việc chính như kinh doanh thêm hoặc đầu tư môi giới. Tháng 2 âm lịch, Tháng này đào hoa khỏe sắc, nhân duyên các lành tự gõ cửa, gia đạo hài hòa, có hỷ tĩnh trong nhà hoặc đón tình vui con cãi. Tháng 3 âm lịch, tháng này công việc tiến triển khá thuận lợi, tiền bạc trải vào tuổi một cách bình ổn, có điều sức khỏe giảm sút, đề phòng đào ẩm vặt. Tháng 4 âm lịch, tính khí nóng nại khiến đường sổ bỏ dở cơ hội hợp tác làm ăn tốt hoặc mỗi nhân duyên tốt nào đó cơ thể suy nhược đề phòng bị vật nhọn đâm trúng tháng 5 âm lịch tháng này vượng hòa tiểu nhân quấy phá làm ăn ưu tiên minh bạch tránh đi theo lỗi tắc mà vướng phải họa lao ngục ăn uống cẩn thận đề phòng bị ngộ độc thực phẩm tháng 6 âm lịch tháng này một vài khó khăn trong công việc được tháo gỡ dần có cơ hội thăng tiến trong công việc đi đứng cẩn thận đề phòng tai nạn xen cộ bất ngờ hoặc bị vật nhọn đâm trúng tháng 7 âm lịch, việc làm ăn gặp trở ngại, thiếu vận quý nhân, cần đầu tư tiền bạc để tìm kiếm mối quan hệ chất lượng hơn là kết bè phải, đề phòng thương tật ở tay chân và tổn thương về gan, mật, có điềm bảo tàn trễ trong gia đình. Tháng 8 âm lịch, công việc có tiến triển tích cực nhờ những ý tưởng sáng tạo mới lạ, Tiền bạc tiêu phai nhiều, đa phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ cá nhân như du lịch, tiệc tùng. Ngoài ra, chú ý đổ bệnh khi thời tiết giao mùa, chú ý đề phòng các bệnh về hô hấp. Thẳng chỉnh âm lịch, vận quỹ nhân vượng, gặp khó có người đến ứng cũ kịp thay. Có lọc về đầu tư bất động sản, tuy nhiên tiền bạc gặp trục trặc chưa thể về tuổi ngay, cần kiên nhẫn chờ đợi, nóng vội sẽ tai trắng. Cẩn trọng đường sông nước, đề phòng tai ương bất ngờ. Tháng 10 âm lịch, tháng này có đêm thị phi hoặc kiện tụng giấy tờ, hết sức cẩn trọng lời ăn tiếng nói và kỹ tả. Tiền bạc tiêu hào nhiều có thể cho vấn đề sức khỏe hoặc sửa chữa nhà cửa, cơ sở kinh doanh tháng 11 âm lịch, tháng này đề phòng bị vật sắc nhọn đâm trúng, đi xe cộ cẩn thận, tránh va quẹt bất ngờ. Công việc gặp trục trặc cần bình tĩnh giải quyết mới tránh được rất rõ lẫn. gia đạo bất ổn, trạng nước là điều khó tránh. Tháng 12 âm lịch, công việc nhiều và áp lực nhưng bù lại được đánh giá cao và ghi nhận bằng lương thưởng. Tiền bạc vào nhiều hơn là ra, chi tiêu thoải mái, tình cảm tiến triển theo chiều hưởng tích cực, có điều cơ thể có dấu hiệu suy nhược, đau nửa đầu quanh hành nên chú ý nghỉ ngơi kẹo kiệt sức. Kết luận vận hạn năm Giáp Thìn 2024 của con giáp người tuổi ngọ như sau. Vận trình năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ có nhiều điểm sáng hơn so với năm 2023 mặc dù vẫn còn dấu hiệu cạnh tranh thị phi hay trở ngại trong công việc, nhưng tác động không quá mạnh mẽ. bằng nỗ lực bản thân cộng thêm một chút hỗ trợ từ các các tinh, đương sở vẫn gặt hái được thành quả như kỳ vọng. nhìn chung về công việc hay tiền bạc của những chủ ngựa đều duy trì bình ổn, có phần nhịn hơn so với năm Quỷ mạo 2023. Tuy nhiên, để đạt được độ hành thông dồi dào thì chưa tới. Có thể nói, phương diện cần lưu ý nhất trong năm giáp Thìn 2024 của đường sổ chính là sức khỏe. Giữa tác động xấu từ nhiều hung tinh, khó tránh lúc đau yếu, tai nạn bất ngờ dẫn tới bị hình thương, nghiêm trọng còn phải đụng chạm giao kéo.